Hello, xin chào tất cả anh em. Hôm nay sẽ giới thiệu đến anh em một số cái hàng ở bên Đức mới về. Thì anh em có thể thấy ở đây thì em có 3 chiếc đồng hồ cơ cót báo thức rất là đẹp đến từ thương hiệu của Gia. Đây là một trong những thương hiệu mà của Pháp rất là nổi tiếng và anh em có thể thấy rất là đẹp. Mấy bản này là bản bự nha anh em. Nó to chứ nó không phải là dạng nhỏ. Đấy. Rất là hiếm. Anh em có thể thấy là made in Pháp. Đó. Con này thì cái tiếng chuông của nó rất là nghe rất là to. Anh em mà chơi những cái dòng này chắc là thừa biết rồi. Đó. Đây. Rất là đẹp. Màu sắc các thứ viền mạ nhôm inox này quá là đẹp. Và anh em có thể thấy ở đây. Nghe kinh khủng không? Quá khiếp, nó to kinh khủng luôn. Đó. Thì anh em nào thích thì có thể liên hệ với em để mua những cái chiếc đồng hồ cơ cót báo thức của Pháp này. Đó, thì đấy là 3 chiếc đồng hồ cơ cót của Pháp. Ở đây thì em có thêm một chiếc đài radio bỏ túi răng nhỏ, rất là đẹp. Con này nó đang sử dụng 4 quả pin. Đây là của thương hiệu ITT Junior 200. Đó. Hàng về còn rất là đẹp nhé. Đấy, anh em có thể thấy. Tiếp đến là một chiếc ống nhòm. Chiếc ống nhòm này rất là lặng và to. Đây là cái bao da của nó này anh em. Hộp da. Da xịn nha. Đó. Em có thể thấy nó nhìn rất là rõ xa luôn. Đây anh em có thể thấy 10x50. Cái ống nhòm này giá là 2,5 triệu. 2,5 triệu. Còn đâu cái đồng hồ này giá là 3 triệu một cái. Đây là chiếc cái đài radio. Đài radio này là 1,8 triệu. Và đây là một siêu phẩm của em. Đây là chiếc đài Philips. Chiếc đài Philips rất là đẹp. Anh em có thể thấy. Mặt nó là mặt nhôm phay. Mới tinh luôn. Mặt đẹp không có một vết đấy nào. Anh em nào thích thì có thể liên hệ em. Ok, hôm nay có mấy món về như vậy em quay cho anh em. Cảm ơn tất cả mọi người.